Hi, xin chào chị các bạn. Em đang quay chiếc điện thoại Nokia 7610 về một cặp màu trắng đẹp xuất sắc. Đó, hôm nay quay cận cảnh cỡ vậy nè để cho khách coi hình dung ác hơn. Đó, sau lưng bộ sườn zin rất đẹp nha anh chị. Đây, đó, không một vết chê luôn. Nút nguồn vẫn còn rất là đẹp à, và quan trọng mắt viền camera vẫn còn keng 7610. Bây giờ mà nhìn cái này mới biết zin hay lộn lộn, đẹp hay cũ nha. Đó, cái này nè à. Rồi cây này em bỏ sim sẵn rồi nè, em quay dễ hơn. Đó, em vào cặp lần. Chơi đồ zin cho sướng. Vỏ màu này là anh chị khỏi lo lô nha. Đó, tiếng như tiếng Nga quá. Đó, ở nguồn lên không hai con. Anh bỏ sim đi đủ rồi. Cái việc anh nào mua việc bỏ sim về rồi bỏ sim xài thôi. Nguyên cây màu trắng. Đồ dính bắp rất êm nha anh chị. Anh nào đang thích 7610 mà muốn vỏ zin thì chơi này đi. Giờ mà trời vỏ đỏ mà zin đẹp cũng hiếm lắm. Cây mới trong hộp bây giờ đã là giá nó ngất ngưỡng rồi nha. Đó, vậy. Hai con camera đều đẹp với nhau. Rồi, ok. Em về hai cây đúng. Anh nào thích alo cho em. Chụp máy cổ chấm vn 353-6 Phạm Ngũ Lão quận nhất. Chức năng nó hiện đẹp khỏi test nhiều nha, nó sơ sơ thôi, đơn giản mà. Để sạc pin. Nay quay kiểu này cho nó đẹp phải không? Biết lên YouTube đẹp không? Thì quay chơi thử coi. Anh nào coi góp ý coi cái clip quay được không cho nó hình dung dễ chứ tối ngày mở hộp hai hoài mệt quá. Rồi, ok.